Điểm thẳng hàng nha. Rồi, câu D nè, chứng minh K Y G thẳng hàng. Thì thứ nhất mình nói lại nè, K chính là giao điểm của hai đường chéo hình chữ nhật A O N B, được chưa? Và Y chính là giao điểm của BM với lại N với lại O O N, chứng minh K Y G thẳng hàng. Thì các bạn nhìn vô các bạn thấy đường này đường gì à? Đường cao nè, vuông góc nè. Đường này đường gì à? Đường cao nè. Vậy cho thấy Y là giao trực tâm, giao điểm của ba đường vuông góc. Bây giờ bạn chỉ cần chứng minh GK cũng là đường cao. Đó. Cũng là đường cao thì sẽ suy ra được nhiều gì à? GK phải đi qua và Y nha các bạn. Rồi bắt đầu. Bây giờ muốn chứng minh hình đường cao đúng không ạ? Mà cái đoạn này với đoạn này bằng nhau rồi. Đó. Mà một đường này vừa là đường trung tuyến nè, vừa là đường cao nè, vừa là đường phân giác nè, vừa là đường trung trực nè. Vậy cái tam giác này nè. Cái tam giác này là tam giác gì ạ? Tam giác cân đó. Vậy bắt đầu bây giờ bạn phải chứng minh nó là tam giác cân. Bạn sẽ chứng minh cái góc này nè bằng góc này. Quá dễ, góc này sẽ bằng góc này. Lý do xò lè, được chưa? Rồi ta chứng minh nè, ta có BN song song với lại AO, lý do AONP là hình chữ nhật. Từ đó suy ra góc gì à? NBO bằng BOA, được chưa? Vị trí xò lè chồng đánh số 1 vào. Tiếp tục nè, góc này nè AOB bằng MOB và AOP bằng MOB, lý do đây là tính chất của hai tiếp viện. Đánh số 2, từ 1 và 2 suy ra điều gì à? Suy ra hai cái góc này như thế nào? Bằng nhau. Đây sẽ bằng đây. NPO bằng MOOP. Được chưa? Đây gọi là tính chất bắt cầu. Suy ra tam giác. Tam giác gì à? Tam giác BGO. BGO là tam giác. Tam giác cân tại G. Mà GK là đường gì ạ? Đường gì ạ? Đi qua trung điểm gọi là đường gì ạ? Đường trung tuyến. Thì suy ra GK là đường cao. Chấm hỏi. Được chưa? Sau đó các bạn xét giúp lỡ cái tam giác đó, xét cái tam giác BGO ta có. Thứ nhất ON là đường cao, ON là đường cao giả thuyết. Tiếp tục BM là đường cao giả thuyết. Mà hai cái đường này cắt nhau tại đâu à? BM cắt ON tại Y. Vậy suy ra Y là gì à? Y là trực tâm của tam giác PCO. Vậy suy ra được chưa? Y là trực tâm mà GK là đường cao. Vậy suy ra YGK thẳng hàng. Ok mà mọi người ơi, ok mà.